Thầy Phúc, bữa tối hôm qua thầy không ngủ được hả? Đâu có. Tối hôm qua tôi ngủ ngon lắm. Bây giờ tôi với cổ không là gì của nhau nữa rồi. Từ nay á, tôi sẽ không quan tâm tới cổ nữa, mà tập trung vào những sở thích của mình. Vậy thầy thích cái gì vậy thầy? Tôi ngủ hoài. Tối về nó ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Hạnh này, Hạnh, Hạnh, Hạnh yêu, Hạnh quý, Hạnh tương. Cái gì vậy ba? Vậy đi coi, sao con ngủ hoài vậy? Nó nằm đây, đang mát mát rồi ngủ. Uống thuốc gạt coi. Con gì đâu, con bệnh hoạn đâu uống. Không bệnh uống cho nó bổ, hiểu không? Tự nhiên nó đưa thuốc bổ con uống người chạy. Uống như này đi, như này bẹp quá. Uống vô hả? Con nó hôi mà nó chua chua, khó chịu quá vậy. Cái mùi ghê quá vậy. Cái này đúng thuốc bắc hả? Ủa? Ba ba ba. Viên này thuốc bắc, viên này phân thỏ. Ba tao hả? Ba này bị đổ thuốc dưới sàn đó. Rồi có ba lụm lên cái hai viên này đó. Không biết cái viên nào là thuốc bắc, viên nào là phân thỏ. Nhờ con, ba đã biết phân thỏ là đây. Trời ơi, ba làm gì vậy? Tôi phân thỏ con uống gì vậy? Đừng có la, đừng có nói nhiều, đừng có nói lớn. Đi súc miệng, nói lớn quá, nó lọt xuống bao tử. Súc miệng đi con. Con biết đang ngủ không? Con phân thỏ cho ta. Ủa anh? Trời ơi. Em nghe ba nói là anh mới ăn phân thỏ hả? Ba làm hết, anh không hiểu làm sao luôn á. Ba dí anh như con chuột bạch hay sao? Cái gì cũng bắt anh thử hết. Mà tức nhất là tự nhiên đưa thuốc cho anh, nói là thuốc bổ uống đi. Vừa bóc vô, gì vậy? Trời, nhắc tới cảm giác còn thấy sợ. Em nói anh rồi, phải cẩn thận với ba. Ai mà không cẩn thận chi? Những cái gì mà tốt, dễ gì ba kêu anh làm. Được anh rồi. Phải suy nghĩ kỹ, hiểu không? Nếu mà không hả, mốt bị dụ hoài cho coi. Em ơi, không phải dễ phân biệt cái nào phân thỏ, cái nào thuốc bắc đâu em. Sao không phân biệt được? Em nhìn một cái em phân biệt được liền. Bởi vì em là người làm trong ngành y, em biết. Anh nói làm sao với màu sắc nó khác nhau. Ba mẹ. Ừ con. Ăn trái cây. Minh. Dạ. Bây giờ mày hỏi con nha. Dạ. Nếu như mà một có một cái gì đó tròn tròn mà đen đen mà không phải thuốc bắc thì là cái gì? Tròn tròn đen đen hả? Phân thỏ. Hay quá. Yes. Anh thấy chưa, con nít nó còn biết nữa, anh lớn ở đầu không biết. Ba, đừng hòng gạt con nữa. May quá, không thể yêu phó đây. Phúc em. Anh đây. Dạ, chào thầy. Sao mà có cái tuồng hát đi hát lại hoài vậy hả? Dạ. Thầy đúng là gương mẫu đó. Có mỗi bản danh sách học sinh nó vi phạm kỷ luật biểu đưa hồi tuần trước, sao giờ này chưa đưa? Dạ. Sao rồi? Dạ, em xin lỗi thầy. Tại vì hết ngày hôm nay phải có cho tôi nghe chưa? Dạ dạ, sẽ có cho thầy. Làm sao ta? Không lẽ bị lây dây chuyền? Oh yeah. No yeah. Em xin lỗi thầy. Thầy Phúc, bữa tối hôm qua thầy không ngủ được hả? Đâu có. Tối hôm qua tôi ngủ ngon lắm. Bây giờ tôi với cổ không là gì của nhau nữa rồi. Từ nay á, tôi sẽ không quan tâm tới cổ nữa, mà tập trung vào những sở thích của mình. Vậy thầy thích cái gì vậy thầy? Hồi đó tôi thích chụp ảnh, nhưng mà từ khi lấy cổ về, cổ cứ phàn nàn là mua ống len mắc lắm, cho nên tôi bỏ luôn. Chắc bây giờ tôi nghĩ chắc tôi chơi lại. Vậy chắc là thầy chụp hình đẹp lắm thầy ha. Em cũng thích chụp hình nữa đó. Không mấy bữa nào á, thầy chỉ em chụp hình nha thầy. Bữa nào rảnh á, tôi chỉ cho. Dạ, mà thầy ơi, không mấy á, em làm người mẫu ảnh độc quyền với thầy luôn đi thầy. Cũng được. Vậy, thầy hứa rồi đó nha. Vậy hôm nay cuối tuần á, không có tiết học buổi chiều, mình đi chụp hình nha thầy. Tôi sẽ chụp cho cô vài bộ. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy Phúc hay cái chỗ này nè. Hứa cái gì cũng dữ dội hết á. Có mỗi cái bản danh sách học sinh mà bị vi phạm kỷ luật á, tới giờ chưa có đó. Mà nãy bước vô nghe nói là biết nhiếp ảnh hả? Chà, đa tài quá.
Đúng ra là cậu đừng nên đi làm mà giáo viên dạy thể dục xoàng. Làm cái này mới đắt khách nè. Làm gì thầy? Chụp hình dạo nha. Ngày hẹn đầu tiên. Dạ, alo, em nghe nè thầy Phúc. Lát nữa tôi ẩm cua bo qua cho Kim Chi, rồi tụi mình đi chung nha. Dạ thôi. Thầy đợi em với công viên đi. Tại vì em tính còn đi mua chút đồ nữa. Hả? Dạ, vậy thầy đợi em chút. Dương Hiền ơi. Ê, nói nghe nè. Hả? Trưa nay á bà ăn cái gì để tôi xuống cái siêu thị mua cho. Trưa nay khỏi mua cho tôi đi. Tôi có hẹn rồi. Bà hẹn với ai vậy? Hẹn với bạn á. Bạn hả? Không ăn thì thôi. Ủa? Con trai có nhớ mẹ không? Qua mẹ nha. Đây qua mẹ bông nè. Nè 6 giờ tôi về tôi đón đó nha. Ủa mà anh đi đâu vậy? Hỏi anh chi? Thấy anh đi ăn trưa mình nên định rủ anh đi ăn chung cho vui thôi. Thôi khỏi, tôi có hẹn rồi. Vậy thôi tôi đi ăn mình. Ngoan. Ba điền chút ba về liền nghe. Bye bye Kim Chi. Ủa bà đi luôn hả? Không, một chút xíu nữa tôi mới đi. Hai người đi chung nhau hả? Tôi làm gì có, đi riêng mà. Không có đi chung. Thầy đi trước tôi đi sau. Đi thầy. Thầy đi thầy. Đi thầy. Vậy tôi đi trước nha. Em đau bụng đi vệ sinh. Tôi đi vệ sinh á. Nha. Thầy Phúc. Thầy ngồi đi thầy. Mà tôi hỏi cô nè, sao cô không cho Kim Chi biết vậy? Dạ thôi, em thấy ngại với Kim Chi lắm. Ủa có gì đâu ngại? Thì cho dù đi chụp hình nhưng mà cũng áy náy lắm thầy. Bánh gì áy náy? Dạ thầy. Cái gì vậy? Bánh hamburger hồi nãy em mua. Tí nữa chụp hình mệt xong cái hai mình ăn chung. Thôi bây giờ mình chụp đi hả thầy? Dạ mình làm mấy cú cho nóng máu ha. Anh lộn nóng máy chụp thầy ha. Dạ. Ở đây được không thầy? Được, cô cứ tạo dáng đi. Dạ. Được không thầy? Dễ thương á. Dạ. 1, 2, 3. Tôi Huyền cứ làm gì vậy? Dạ em tạo dáng thầy. Chuyện cái dáng hồi nãy đẹp rồi. Dạ. Lại nha. Dạ. 2, 3. Cô Hiền, cô làm gì vậy? Em tạo dáng thầy. Cái dáng đầu tiên đẹp rồi. Là khi đến 1, 2, 3 cô đừng đổi dáng nữa, được chưa? Là đứng yên vậy thôi hả thầy? Vậy nha. Rồi, không đổi nữa. Dạ. Xí thầy, xí. Gì nữa? Em xin lỗi thầy, em nghe điện thoại cái. Alo Kim Chi hả? Cái gì? Bị phỏng nước sôi hả? Rồi cô ba có sao không? Bây giờ tôi phải về nhà coi cổ có bị sao không đã. Nhưng mà thầy ơi, còn chụp hình sao thầy? Vậy nè, bây giờ cô cầm cô chụp trước đi, tôi sẽ quay lại nha. Dạ. Em đợi, em tin là thầy sẽ quay lại.